bữa hổm tôi giảng, tôi nhắc nhở về cái đề tài gì ha, các vị có ai nhớ? Dạ, hôm bữa thì Hòa Thượng dạy ai có những cái vấn đề gì thắc mắc thì trình lên, câu nào Hòa Thượng giảng câu đó. Dạ. Bây giờ có câu thắc mắc chưa? Đây hả? Tốt quá, đâu đọc nghe coi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa Thượng Pháp Sư, theo như Hòa Thượng vừa giảng, đấy là cái câu hỏi tuần trước mà Sư Long chưa có nói gì cũng vậy. Theo như Hòa Thượng vừa giảng thì ta chỉ nên niệm Đức Bổn Sư hay sao? Và hôm nay con niệm Đức Phật A Di Đà để cầu vãng sanh về cực lạc quốc. Và hiện nay cũng có một số các vị tu theo cái pháp môn tịnh độ, cái nghĩa thành niệm Phật A Di Đà và cầu nguyện cho tất cả những người sắp sửa ra đi, cái nghĩa là trước khi chết cầu nguyện niệm Phật từ 8 tiếng đến 12 tiếng, rồi những người đó thân thể mềm mại thì họ cho đó là thể hiện tướng bản sanh. Kính bạch Hòa Thượng, sự việc đó như thế nào? Còn câu gì nữa hết? Dạ, còn câu nữa hả? À, nói câu này xong rồi còn thì giờ nói nữa phải không? Câu hỏi này thì rằng hay thì thật là hay, mà nếu mà nói ra cho rõ ràng cho kỹ lưỡng thì nghe ra có thể là ngậm đắng nuốt cay thế nào. Cho nên cái này, câu hỏi này lớn lắm mà, rộng sâu lắm. Nhưng mà thôi thì bây giờ tôi cũng cố gắng tôi nói bằng cái kiểu, cái cách nào theo tôi có khả năng ha, để rồi đại chúng văn như tư như tu, lấy trí tuệ mà nghe, lấy trí tuệ mà tư duy và thiền định, để sau đó nếu nghe nó hữu lý thì cái nào mình lấy hữu lý thì mình lấy, mình nhận, mình tu tập. Còn cái nào mình thấy nó vô lý là mình bỏ. Cái câu hỏi đó nói ra nó lớn lao lắm. Về cái pháp môn tịnh độ mà mình tu tập theo cái cách mà từ lâu nay đó, cái phổ thông mình tu từ lâu nay đó, niệm Phật các sư, các hòa thượng, các bậc tôn túc thường dạy bảo Phật tử xuất gia, tại gia, kể cả xuất gia cũng như tại gia, hãy ráng mà niệm Phật từ 1 niệm tới 10 niệm làm căn bản. Và cái ngày mà chết là có Đức Phật A Di Đà và hàng thánh chúng ở Tây Phương Cực Lạc tới và đón rước cái vong hồn, cái hương linh đó về vãng sanh về Cực Lạc. Thì cái lối dạy như vậy, cái phương pháp tu đó gọi là pháp môn niệm Phật tu tịnh độ mấy ngàn năm nay, chứ không phải là thời gian ngắn. Nghĩa là từ nó thành hành nhất là từ thời nhà Đường lên rồi, thời nhà Đường ở Trung Quốc tới thời nhà Tống là phát triển mạnh, rất mạnh. Thì cái thuyết đó là mấy ngàn năm rồi, mà bây giờ ở Việt Nam ta đây á, là coi như cả nước Việt Nam cũng cả bao nhiêu trăm năm rồi đều là quy hướng về dạy tu, là lấy cái tịnh độ tông niệm Phật làm cái phương pháp tu chủ yếu trong tất cả chùa chiền. Bằng cớ là mỗi tối là gọi là cái thời tịnh độ đó là tụng kinh A Di Đà, niệm Phật, kinh hành cũng đều là niệm A Di Đà. Điều đó chứng tỏ rằng là cái pháp môn tịnh độ niệm Phật cầu vãng sanh là thành hành nhất trong thời đại, theo tôi biết là có mấy trăm năm nay. Thì những cái mình hiểu biết, mình tu tập mấy trăm năm nay đã vậy rồi,
bây giờ gần đây lại có còn cái phái Tịnh Độ mà như trong cái lời giảng mới, cái câu hỏi mới đặt ra đó, lại còn chế biến ra cái kiểu mà niệm Phật rồi á, tới chừng chết rồi lại còn đừng có trong trong vòng cỡ 8 tiếng trở lên, 8 tiếng trở lùi là không được đụng tới cái thi thể, phải 8 tiếng trở lên cho tới 10 tiếng, 12 tiếng, 18 tiếng gì đó, niệm cho tới cái thân nó mềm mại ra, thì lúc đó gọi là cái biểu hiện cái tướng giảng sanh Tịnh Độ bằng dựa trên cái thân thể mềm mại. Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Phật Di Đà nghe cái đó chịu không nổi, chịu không nổi. Chứ không nổi là gì á? Không có đâu Phật nào mà dạy cái cách vậy hết. Cái cách mà nghĩa là trong vòng 8 tiếng không được đụng tới cái thân, mà đụng tới cái thân của cái xác chết đó thì cái hồn nó nổi sân lên, nổi sân lên rồi nó làm cho cái hồn đó là không bị cái xác thân mà chưa mềm nhũn thì Phật Di Đà rước không được, cho nên không được đụng, niệm cho tới khi mềm mới được gọi là giáng sanh, giống như cái câu hỏi nêu ra đó. Pháp môn Tịnh Độ tôi như vậy là không phải đâu. Phật Di Đà mà dạy Phật Di Đà cái thứ Phật Di Đà đó là không sẽ được. Mà cái pháp môn niệm Phật Di Đà đó tôi học á, là phải học Phật Di Đà, học cái thứ Phật này nè, cái ông Phật cái kiểu vậy nè: Phật hiệu Di Đà, pháp giới tàn thân tùy xứ hiện, Đức Phật có cái hiệu là A Di Đà. A Di Đà tức là vô lượng quang, vô lượng thọ. Phải hiểu chữ Di Đà là hai cái nghĩa đó. Vô lượng quang là chỉ cho cái không gian. Vì mà không gian thì không gian vô cùng. Vô lượng thọ là nói về mặt thời gian. Thời gian thì vô cực. Cho nên là tôi mới ngồi trên xe để tôi nhớ, tình cờ tôi nhớ mà tôi không ngờ rằng là một vị đại diện mà đem ra câu hỏi hỏi câu đó. Tôi nhớ cái chùa mà thầy của tôi hồi đó có cái chùa Phật Quang, mà để cái câu đối trước chùa: Phật Phật đạo đồng quyền xướng ngũ thừa, thật quy nhất tánh, quang quang vô tận thủ cùng tam tế, hoành biến thập phương. Thành ra Đức Phật A Di Đà là phải hiểu là hào quang vô lượng, không là không gian vô lượng và thời gian vô cùng. Cho nên Phật hiểu Di Đà pháp giới tàn thân tùy xứ hiện, đó là cái nghĩa. Cái nghĩa của chữ Phật ha. Quang quang vô tận thủ cùng tam tế, hoành biến thập phương. Chữ quang là hào quang, là vô tận, nói về chiều dọc. Thì thủ cùng tam tế về mặt thời gian thì nó trùm suốt là khắp cả quá khứ hiện tại, vì là lúc nào không có lúc nào là không có cái thời gian. Quang quang vô tận là vô lượng quang, là về mặt không gian đó là cái hào quang vô tận. Thế thì mình niệm A Di Đà tức là mình niệm cái không gian thanh tịnh, cái thời gian thanh tịnh, tức là niệm cái tấm thanh tịnh của vũ trụ. Mà cái tấm thanh tịnh của vũ trụ đó tức là Phật tâm, là Phật tánh của chính mình. Do vậy cho nên là mình niệm Phật A Di Đà đó là mình niệm cái Phật tánh của mình, Phật tâm của mình. Mà Phật tâm Phật tánh đó cũng như là Phật A Di Đà là vô lượng thọ, vô lượng quang, đó là trùm khắp cả không gian, khắp cả thời gian. Đó là cái chữ vô A Di Đà là không gian vô tận và thời gian vô cùng. Tánh thanh tịnh đó là A Di Đà đó.
Do vậy mà Phật Di Đà là Phật hiệu Di Đà Pháp Giới Tàn Thân Tùy Xứ Hiện. Mình ngồi dậy là mình ngồi trong hào quang Phật Di Đà. Mình ngồi trong không gian, ngồi trong ánh sáng của Phật Di Đà. Và nếu mà ngày mình chết đi nữa, mình cũng chết ở trong cái lòng của vũ trụ, của không gian, thời gian thanh tịnh ấy. Do vậy mà mình niệm Phật Di Đà bằng cái gọi bằng niệm tự tánh Di Đà đó. Cái tánh của mình là cái tánh thanh tịnh, cái tánh trùm khắp không gian vô tận, tánh là suốt thời gian vô cùng. Tánh thanh tịnh đó là không có lúc nào là cái tánh mà không gian vô tận, thời gian vô cùng, không có lúc nào là đó nó có bị nhiễm ô bao giờ. Thế tự tánh Di Đà của mình là cái tánh không gian thanh tịnh đó, tánh thời gian thanh tịnh đó là của Phật, tánh của mình đó. Cho nên là Phật hiệu Di Đà Pháp Giới Tàn Thân Tùy Xứ Hiện, quốc danh Cực Lạc. Cái nước gọi là nước Cực Lạc á, của Phật A Di Đà đấy, là cái nước tịch quan chân cảnh, là cũng ở trên mặt đất này, cũng trên mặt đất của vũ trụ mà chúng ta ở đây. Nó thường vắng lặng, nó thường thanh tịnh. Mà cái tánh thanh tịnh và vắng lặng của sự vật hiện tượng đó, ta gọi là pháp tánh. Phật tánh và pháp tánh không hai. Phật tánh là thanh tịnh, thanh tịnh bản nhiên của con người, của động vật hữu tình. Còn pháp tánh là cái tánh thanh tịnh của núi sông đất liền, trời trăng mây nước, cỏ cây hoa lá, động vật thực vật và khoáng vật luôn. Thì tánh luôn luôn là cái tánh của nó là thanh tịnh, là không hề có tội lỗi, không hề có nhiễm ô. Do vậy cho nên là mình niệm mà cái tự tánh Di Đà của mình mà nó thanh tịnh rồi đó, thì cái cõi nước của mình đang ở đây nè, cái mặt đất mình đang ở nè, cái hành tinh mình đang ở nè, là thường tịnh quan tịnh độ đó. Nếu tâm mình không có khởi cái niệm tham, niệm sân, niệm si, thì cái cõi, cái đất nước mà mình đang ở đây, 9 tỷ người đang sống đây là đất nước tịnh độ, là Cực Lạc. Do vậy cho nên là học cái câu đó, tu tịnh độ bằng cái kiểu là tùy kỳ tâm tịnh tắc Phật độ tịnh, dục tịnh Phật độ, tiêu tịnh kỳ tâm. Do cái tâm của mình thanh tịnh rồi nó mới có ra cái cõi nước thanh tịnh. Thế nếu tâm mình không thanh tịnh, tâm mình nhiễm ô, tâm mình đầy dày đặc tham sân si mạn nghi ác kiến, tâm mình đầy ấp thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến, thân mình đầy ấp phẫn hận phu đảo tật sang cuốn xiểm hại kiên vân vân, thì không bao giờ có cái cõi nào, tịnh độ nào mà chứa mình hết thảy, cũng chẳng có ông Phật nào mà lại rước mình đi được hết thảy. Do vậy mà phải học cái pháp môn tịnh độ là niệm Phật là niệm tâm, niệm cái tâm thanh tịnh của mình là cái tự tánh thanh tịnh Di Đà, duy tâm tịnh độ, duy tâm tịnh độ, tịnh độ ở đây. Cho mày hiểu tịnh độ là ở phía mặt trời lặn phương Tây, đi ra bao nhiêu trăm ngàn tỷ cái số đó để đem cái hồn về đó đó, cái đó là không có được. Chờ ngày chết rồi còn Phật Di Đà rồi kéo Quan Âm Thế Chí thần Quan Bảo Cái rồi đó là rước về cõi đó không có được. Cho nên là tôi học hồi nhỏ tôi đọc mấy câu, nghĩa là tầm bậy hết sức. Vậy mà tôi phải học bao nhiêu năm rồi tôi phải tu tập, rồi tôi đi dạy học mấy chục năm tôi nghiên cứu mới được. Nói thì các vị không có tin, chứ còn cái lớp mà tuổi mà cái lớp mà trung cấp sơ cấp này chúng ta còn học, nghĩa là học không biết bao nhiêu những cái bậy bạ mà cần phải bỏ, chứ không phải vừa đâu. Học thì học vậy đó mà còn phải lựa bỏ nhiều lắm mới được. Cái thế niệm Phật Di Đà mình dễ có được. Phật Di Đà mà chờ đệ tử Phật Thích Ca chết rồi rước hồn đi rồi bỏ cái xác thúi lại cho thầy trò Phật Thích Ca chịu đựng, cho vậy thì sao chơi được. Tôi là Phật Thích Ca, anh là Phật Di Đà, mà tôi dạy
cái đạo Phật Thích Ca là cái đạo của tôi dạy ra, mà học trò tôi chết thì anh lại anh bắt cái hồn anh đem đi, đem về nước anh, còn anh bỏ cái xác thối lại cho thầy trò tôi ở cái cõi này là sao? Anh là Phật, anh chơi như vậy thì làm sao tôi chơi với anh được? Cho nên nếu mà nói rõ ra là nó rằng hay thì thật là hay, mà nghe ra nhậm đắng nuốt cay thế nào. Nói như vậy có nghĩa là mình dạy tu bậy đó, mình dạy tu sai, mình cắt nghĩa sai về kinh điển đó. Nhưng mà tôi nói ra bây giờ đây là có thể là độ đây, nếu mà có Phật tử nghe đây là họ nghĩ chơi với tôi, họ không nghe tôi được. Còn các chư tăng ni mà nghe tôi nói mà không có thiền định, các vị cũng xa lìa tôi, không chơi tôi được. Là tại vì các vị tin cái kiểu của các vị, tin kiểu các vị đó đối với mà kinh điển mà gọi là khế lý của đạo Phật à, không cắt nghĩa được. Khế lý nghĩa là nói ra phải có chân lý, lý luận phải có tính thuyết phục. Chứ là niệm Bằng Di Đà rồi tu tịnh độ rồi chờ tám tiếng đồng hồ sau, trong thời gian đó không được đụng, đụng là nó nổi sân, sân ở đâu nữa mà sân? Chết là lạnh gắt rồi. Nếu mà tất cả bác sĩ ta hỏi, ta biết cái thời gian đó là thời gian chết rồi. Còn bình thường xưa nay cũng vậy đó, ta coi tim hết đập nè, tim hết nóng nè, lỗ mũi hết thở nè, là chết rồi. Là trong vòng vài ba tiếng hồi sau ta có thể tẩn liệm vô trong hàng, trong rương, trong cấp rồi. Ở đây phải để sau 8 tiếng, 8 tiếng rồi còn phải niệm thêm càng lâu càng hay để cho mềm dũng. Rồi Phật Di Đà, đó là biểu hiện của Phật Di Đà tới rước giảng sanh rồi. Nói như vậy mà nghe được là nghe là sao? Rồi rước đi thì rước cái hồn còn bỏ xác lại cho thầy trò Phật Thích Ca chịu trận ở trên cái mặt đất này. Vậy mà nói vậy mà nghe được là sao? Phật chứ Phật với nhau mà chơi vậy thì còn gì là tình là nghĩa? Tôi nói là các vị phải văn như tư, tư như tu. Nghe rồi phải thiền định tức là tư duy là suy nghĩ đó. Suy nghĩ thì có lý thì mình theo, còn không có lý các vị cứ bỏ mà đừng có sợ tội. Cho nên tôi nhắc lại chữ A-di-đà là vô lượng quang, vô lượng thọ. Niệm A-di-đà Phật tức là niệm cái tánh thanh tịnh của không gian và niệm cái tánh thanh tịnh của thời gian. Mà hết tâm của chúng sanh tịnh, thanh tịnh thì mới có cái cõi Phật thanh tịnh. Tâm chúng sanh mà đầy nhảy phiền não vô minh, trượt ác thân kiến, miên kiến tà kiến, kiến thủ giới cơ thủ mà còn nguyên, kiến hoặc tư hoặc còn nguyên, thì không có niệm cái ông nào mà rước đi đâu được hết. Cái đạo Phật là cái đạo giác ngộ. Học Phật ta cần tìm một lối đi. Cái lối đi đó là lối đi gì? Tìm cái an lạc. Tu không an lạc là hướng sai rồi. Cho nên chúng ta tu phải làm sao cho có an lạc mới là cái gốc của cái trọng tâm của cái chủ đích đến của những người tu hành của chúng ta, Phật tử tại gia cũng như xuất gia. Giải thoát ta cần một lối đi, tu mà không có an lạc là cái hướng sai rồi. Đó là chỉ nam định vị cái la bàn đã hỏng rồi. Thì mà la bàn đã hỏng rồi thì là dầu cho là thuyền trưởng phi công giỏi mấy đi nữa, tàu tốt mấy, máy bay tốt mấy, mà không có la bàn cái định hướng sai lạc thì không có lối ra, không có đi đâu được hết. Cho nên các vị nên để ý, giải thoát ta cần một lối đi, tu mà không an lạc là cái hướng sai rồi. Chỉ nam định vị la bàn hỏng đất chuyển, thuyền trưởng phi công bật lối ra. Cho nên để ý coi chừng mình tu sai đấy. Mình tu mà mình cầu, mình niệm Phật Di Đà, mình kêu tên không vậy đâu có được. Chỉ kêu tên vậy là ai kêu tên là thương là lại là rước à. Còn ai không kêu tên mình là mình không rước à. Phật Thích Ca không có kiểu đó đâu. Phật Thích Ca không bao giờ là do niệm Phật Thích Ca mà niệm Phật Thích Ca thương. Không bao giờ là do mỗi ngày niệm Phật Thích Ca lại Phật Thích Ca mà hay là cúng Phật Thích Ca ha.
rồi Phật thương, rồi Phật độ, về Niết Bàn, không có. Chữ Phật là giác giả. Người nào có tu tập, có giới, có định, có tuệ, có giải thoát tri kiến, người đó có giác ngộ là người đó có giải thoát, có Niết Bàn. Người nào không có giác ngộ là không có Niết Bàn, không có Bồ Đề là không có Niết Bàn, không có giải thoát là không có trí tuệ là không có an lạc giải thoát được. Chứ Phật Thích Ca không có phải gì là đẹp. Có vị không bằng lòng nghe cũng có, nhưng mà dầu sao nữa lại vai trò về trách nhiệm thì là tôi nói là hy vọng là các vị nghe rồi suy nghĩ. Nghe là nghe tức là văn tuệ. Cái thứ hai là suy nghĩ tức là tư tuệ. Mà suy nghĩ tức là thiền định đấy. Để chúng tôi tập là phải tập thiền định đó, chứ không phải thiền định là để dành cho người lớn, cho thượng tọa, hòa thượng, đi trưởng, đi sư, sư bà, di ráo. Tất cả mọi người đều có quyền tu tập thiền định ngay cái lúc mà bắt đầu làm thầy sa di. Bắt đầu làm thầy sa di, làm thầy sa di ni, làm thức sa ma na, tới làm ni trưởng, sư bà gì đó. Tất cả mọi người đều phải tu tập thiền định. Mà thiền định tức là tư tuệ đó. Và trước khi tư tuệ là phải có văn tuệ. Văn tuệ tức là phải học. Ai cũng phải học là vậy. Văn tuệ là lấy trí tuệ mà nghe. Tư tuệ là lấy trí tuệ mà tư duy. Nghe coi ông thầy dạy cái gì, ni trưởng, ni sư dạy cái gì. Dùng trí tuệ mà nghe, rồi dựa trên cơ sở trí tuệ và tư duy coi thầy dạy cái đó có đem lại kết quả phù hợp chân lý, đem lại kết quả giải thoát cho tự thân, giác ngộ cho trí tuệ, có không? Nếu mà dạy cái gì đó, học cái gì đó mà không có đem lại hai cái đức tánh giác ngộ và giải thoát cho mình đó, là đó là dạy sai, đó là dạy trật, đó là tu bậy. Mà nếu tu đúng, dạy đúng, tu thiệt đúng, phải đem lại cho cái người học hai cái lý tưởng đó phải có. Một là giác ngộ tức là điểm giác, niệm Phật đó. Hai là giải thoát tức là an lạc, tức là Niết Bàn. Do vậy nên văn tuệ là tư tuệ, là vai trò trách nhiệm của tất cả những người tu sĩ phải học. Văn tuệ tư tuệ. Cái thứ ba là tu. Tu là sửa. Tu là sửa chứ không phải hành sát hành hình. Cho nên nếu không khéo mà chúng ta ăn thiệt cực gọi là tu không trúng. Nằm ngủ thiệt cực gọi là tu không trúng. Ngồi nhiều không được nằm. Bắt buộc phải ngồi nhiều không cho nằm gọi là tu không trúng. Tất cả những sự hành hạ cực khổ gọi là khổ hạnh. Gọi là tu bằng khổ hạnh không trúng. Cho nên chứ tu á, mình phải hiểu là tu đó là sửa về cái gì thuộc cái hành động của thân. Sửa những cái gì sai trái qua cái lời nói của khẩu nghiệp của mình, của miệng mình. Và sửa những cái gì, cái ý nghĩ mà nó loạn động, nó tạp nhạp, nó bâng quơ, nó không có thích, nó không có lành. Nó có hại cho mình, cho người, cho tất cả. Là ý nghĩ đó đều gọi là niệm ác, là phải sửa, phải bỏ cái đó. Chứ tu có nghĩa là sửa đổi tam nghiệp. Đó gọi là văn tư tu. Cho nên cái ở tập trung thiết hạ vậy, tu là tốt. Nhưng mà phải có mục tiêu à, văn tuệ, tư tuệ và tu tuệ. Chứ không phải là tập hợp lại rồi chịu cực, chịu khổ, không cho ngủ, ăn thiệt cực, ngồi nhiều, trị phạt, dữ dằn. Cuộc đời tôi đã len lỏi, lặn lội trong những cái khóa hạ, cái là trừng trị ghi gốc, trừng trị nhau ghi gốc. Mà còn cái phương pháp tôi không có.
ngồi thiền mà lỡ mà tuổi trẻ là lỡ mà ngồi ngủ xiên chút rồi họ đi tuần rồi cái để miếng giấy trên nóc bùng đó là sát lại là phạt, phạt và bắt phạt và coi như trừng trị gần như là tội lỗi nặng nề ghê gớm. Chứ thiệt ra cái đó nhắc nhở nhau thôi chứ là có gì đâu trừng trị ghê gớm. Rồi làm bể cái chén hay cái ly hay gì đó, rồi nó làm loạn động trong chúng, trong nhà bếp, nhà trù gì đó, phạt dạ ghê gớm. Cái đó cũng đâu có gì đâu, tội lỗi ghê gớm. Thứ hai gì chúng đỉnh để nó sửa lại. Chỉ có người nào mà tệ quá, dạy không được thì dạy nhiều hơn. Thì phải uống nắng, phải trao đổi, phải nhắc nhở vậy đó. Chứ ở trong cái khóa hạ vậy mà đưa ra cái gọi là cái kỷ luật về ghê gớm để trừng trị nhau đó, cái đó là tu bậy rồi. Ta non nớt, người ta ngu, người ta mới làm học trò. Ta còn thấp kém, người ta mới làm học trò. Người ta còn sai phạm, người ta mới là gọi là người tu nhỏ. Cái tu lớn người ta biết hết rồi ha. Do vậy cho nên là trong đại chúng là phải thân thương, phải giúp đỡ, phải hướng dẫn, phải nhắc nhở nhau. Cho nên là tu là văn tư tu, là sửa ba nghiệp, chứ không phải trừng trị. Cũng phải là khắc khe, chịu cực, chịu khổ gì hết. Thế thì tôi nhắc lại, niệm Phật là niệm giác ngộ của Đức Phật. Đức Phật là người giác ngộ. Mà tự tánh thanh tịnh của mình cũng là cái tự tánh thanh tịnh giác ngộ của mình giống con, đó là niệm Phật. Hai là niệm Pháp A Đà. Chữ Pháp đó, tức là chất. Lục Tổ Huệ Năng gọi là niệm Pháp, tức là niệm chánh. Chánh là đây là ví dụ rồi. Cái bình hoa này tự nó có cái tánh thanh tịnh bản nhiên của nó. Đây là một màu. Còn nếu có nhiều thứ hoa, 10 thứ hoa, 100 thứ hoa, có 100 thứ đẹp đẽ khác nhau, nhưng mà không có cái thứ hoa nào nó mê hoặc ai, nó quyến rũ ai, để làm cho ai có tội lỗi hết. Do vậy mà người xưa thì gọi là hoa bất mê nhân, nhân tự mê. Đây là một thứ, mà 100 thứ, 100 màu vậy đẹp khác nhau, nhưng mà 100 thứ trong màu đó không bao giờ nó mê hoặc ai, nó làm cho ai có tội lỗi gì hết. Nhưng mà nếu trong đó có những người nào thấy hoa đẹp rồi tự muốn tự ham, tự thèm thuồng, mua người ta bán không nói chi, thậm chí là lén lén không có tiền đủ rồi vì muốn quá ăn cắp, thế thì qua bất mê nhân, nhân tự mê, nó làm ra tội lỗi là do cái mê đó, do cái đam mê, mà đam mê rồi nó sinh ra cái tội lỗi mà ăn cắp đó, tham lam mà ăn cắp. Hoặc là cái vườn hoa công cộng của người ta trồng vậy để cho công chúng thưởng thức, mà mình mê một cành hoa đó, mình thò tay mình ngắt đi một cành, mình bẻ đi một cành. Thì nếu mà theo cái nội quy của cái công viên đó, người ta có thể bắt phạt mình đó. Hoặc là nếu mà cái anh mà bảo vệ trật tự trong đó, ta cảm tình, ta nhắc nhở, thì ta làm cho mình cũng mất đi cái nhân phẩm của mình rồi. Vì vậy cho nên là cái vườn hoa nó không có làm tội lỗi cho ai. Nhưng mà ai đó không đủ tư cách, không được giáo dục tốt, bẻ hoa của vườn hoa đẹp đó, thậm chí là ăn cắp hoa, do vậy mà nó thành ra có tội lỗi. Chứ còn sự thật là hoa dòng 100 thứ nữa cũng không có bề mặt nào, nó có cái đức tính chân chính của tự nó. Nó rộng ra là núi, sông, đất liền, trời, trăng, mây, nước, cỏ, cây, hoa, lá, động vật, thực vật, khoáng vật, cho tới phi vật. Cái gì hiện có trong vũ trụ, thậm chí những cái mà cầm nắm rò mó không được, cũng gọi là một vật, một cái thứ vật thể, phi vật thể. Tất cả các từ vật thể, có vật thể cho tới những thứ phi vật thể, như là những cái âm nhạc. Âm nhạc dầu là hùng tráng hay là não nề hay là buồn bã gì đó,
nó cũng không phải là nguyên nhân làm đau khổ cho ai, nó là nó. Vậy mà con người có thể sanh ra cái tâm tham, tham để lấy về làm của của mình gọi là tham tài, lấy đem về làm sự nghiệp của mình gọi là tham để có sự nghiệp, rồi tham sắc, rồi tham danh, rồi tham thực, rồi tham thùy, vân vân. Tất cả những cái mà do nó làm cái nguyên nhân đau khổ cho mình là do mình tham, chứ không phải hiện tượng giải pháp có cái tánh tội lỗi. Do vậy cho nên là mình niệm được cái tánh thanh tịnh của hiện tượng vật pháp gọi là niệm pháp, niệm cái tánh chánh của nó. Tự cái nào nó cũng tự nó có cái tánh chánh, cái tánh chân chánh vốn có của nó. Còn mà mình làm ra tội, ra đau khổ, cái nguyên nhân đau khổ nhiều hết là do cái tham vọng của mình mà ra. Do tham, do sân, do si. Nó là ba cái thứ vô minh đó, nó sai sử con người. Cái vô minh đó cũng gọi là ngũ độn sử, cũng gọi là ngũ lại sử, cái sai sử con người, làm cho con người sai lầm, bỏ mất đi cái tính chất của giải pháp. Và tự nó làm khổ cho con người đó, chứ còn giải pháp không hề có làm nhơ nhuốc cho ai, xấu xí cho ai hay đau khổ cho ai. Cái đó gọi là niệm chánh, là niệm vậy đó. Còn cái niệm tăng á, là cái người học đạo, hành đạo, đệ tử Phật phải biết rằng con người có cái tự tánh thanh tịnh của con người gọi là Phật tánh. Hiện tượng vạn pháp nó có cái tự tánh thanh tịnh của nó gọi là pháp tánh. Hai cái Phật tánh, pháp tánh mình hiểu cho rõ rồi, hai cái đó mình hiểu biết kỹ là tự mình nhớ cái đức tánh thanh tịnh đó là mình là gọi là niệm tăng. Tăng tánh là cái tánh thanh tịnh của Phật tánh và pháp tánh mà mình đã nhận kỹ, mình đã thâm hiểu cái chân lý đó. Do vậy mà về mặt con người thì mình có tánh thanh tịnh của mình niệm cái giác tánh thanh tịnh của mình. Về hiện tượng nhãn pháp của mình niệm cái tánh thanh tịnh trong sáng chân chánh của nó. Do vậy mà nếu mà niệm Phật niệm pháp, hai cái đó cộng lại thành ra niệm tăng ha, thì trên cái cuộc sống tu hành của mình nó nhẹ dữ lắm. Chứ còn không khéo á, mình kêu Phật tùm lum mặt trật đó nha. Đó, niệm giác, niệm chánh và niệm tịnh là ba cái cách đó đó mới niệm, đó mới là niệm đúng đó. Còn niệm tùm lum á, coi chừng mình niệm không bao giờ có Phật. Bởi vì Phật phải là một con người, không có con người là không bao giờ có cái chữ Phật ở đâu đó được hết. Bởi vì chữ Phật là giác giả, Đức Phật bổn sư của chúng ta, Đức Phật Thích Ca là giác giả, là một con, chữ giả là con người, một con người giác ngộ thì mới gọi là Phật được. Còn cái ông gì đó ở đâu đó, dầu ai có nói là ông gì, đất gì, đức gì mà không có một con người thì mình làm sao biết đó là Phật. Cho nên cái chỗ để ý cái đó ha, để ý niệm ta bảo đó, tức là niệm giác, niệm chánh và niệm tịnh. Giảng pháp cái tánh đó, chánh thật lắm, phân minh lắm, không bao giờ có cái nào nó làm đau khổ cho ai. Núi sông, cỏ cây hoa lá, động vật thực vật khoáng vật, không có cái nào là nguyên nhân đâu làm đau khổ cho ai hết. Nếu nó thành cái nguyên nhân đau khổ là do mình, do con người mình không có học đạo Phật, mình chưa có thấm nhuần cái chân lý, cho nên là mình không biết sử dụng, để cho cái tâm của mình nó bị cái vô minh đó, độc địa nhất, gọi là sân tướng vô minh là tham sân và si. Thế thì tôi nhắc cái đó.